Chào mừng bạn đến với Bảo dưỡng cơ khí, kênh chuyên về kỹ thuật và các giải pháp bảo dưỡng. Trong video về chủ đề vòng bi hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho các bạn nội dung sau. 1. Cấu tạo chung của một vòng bi. 2. Nguyên lý hoạt động của vòng bi. 3. Phân loại vòng bi. 4. Đặc điểm của một số loại vòng bi. 5. Nguyên lý bôi trơn vòng bi. 6. Ưu điểm và nhược điểm của vòng bi so với các loại ổ trục khác. Như các bạn đã biết, thiết bị trong các ngành công nghiệp được lắp ráp từ các bộ phận với nhau tạo nên các thiết bị hoàn thiện để làm việc. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những bộ phận nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng của thiết bị, đó là vòng bi, hay còn có tên gọi khác như ổ bi, ổ lăn hay bạc đạn. Về tên gọi, thì ổ lăn đúng với nguyên lý làm việc của nó để phân biệt với các loại ổ trượt. Đầu tiên, chúng ta đi tìm hiểu cấu tạo chung của một vòng bi. Vòng bi thông thường có cấu tạo gồm các thành phần chính sau đây. 1. Vành trong. 2. Vành ngoài. 3. Con lăn. 4. Vòng cách. Vòng cách được sử dụng trong một số vòng bi nhất định để tách các con lăn và giữ cho khoảng cách của chúng không đổi. 5. Phất làm kín là một bộ phận có thể chỉ có trên một số vòng bi nhằm giữ mỡ, chặn bụi bẩn hoặc nước xâm nhập. Phần 2, chúng ta đi tìm hiểu nguyên lý hoạt động của vòng bi. Vòng bi là một linh kiện máy được sử dụng để giảm ma sát giữa các bộ phận chuyển động. Mục đích chính của vòng bi là ngăn kim loại tiếp xúc trực tiếp với kim loại hay ngăn tiếp xúc giữa hai bộ phận máy đang chuyển động tương đối, ví dụ giữa trục bơm và vỏ bơm. Điều này giúp ngăn cản sự sinh nhiệt do ma sát và cuối cùng là sự hao mòn của các bộ phận. Vòng bi cũng giúp giảm tiêu thụ năng lượng vì chuyển động trượt được thay thế bằng chuyển động lăn, ma sát thấp. Chúng cũng truyền tải trọng của bộ phận quay như trục đến bộ phận tĩnh như vỏ máy. Tải trọng này có thể là tải hướng trục hay hướng tâm hay kết hợp của cả hai. Vòng bi chứa các con lăn có hình cầu hoặc hình trụ. Chúng ta đã biết rằng, lăn một chiếc bánh xe ô tô dễ hơn là trượt bánh xe trên mặt đất vì ma sát lăn nhỏ hơn ma sát trượt. Theo hình dạng, vòng bi có thể được chia thành hai loại, chính là vòng bi cầu và vòng bi đũa. Như đã nói ở trên, vòng bi nói chung gồm vòng trong và vòng ngoài. Mỗi vòng này có một rãnh lăn và được ngăn cách bởi một loạt các con lăn. Hình dạng của các con lăn này xác định tải trọng mà một vòng bi cụ thể có thể mang, cũng như các yêu cầu về bôi trơn. Tải trọng tác dụng lên vòng bi. Có hai loại tải trọng mà vòng bi phải mang: tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục. Tải trọng hướng tâm là lực cắt. Các tải trọng này cắt ngang qua các rãnh lăn của vòng bi, trái ngược với tải trọng hướng tâm. Tải hướng trục tác động lên mặt bên của vòng bi. Nói cách khác, tải hướng tâm của động cơ điện là bất kỳ tải nào mà đẩy trục của động cơ hướng lên trên hoặc hướng xuống, trong khi tải hướng trục là bất kỳ tải nào đẩy trục quay trở lại động cơ. Số lượng và loại tải trọng mà vòng bi của bạn phải mang sẽ xác định loại vòng bi bạn cần, cũng như các con lăn bên trong vòng bi đó. Phần 3. Phân loại vòng bi. Có nhiều cách phân loại vòng bi. Các loại vòng bi khác nhau được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau cũng như tuổi thọ của vòng bi. Sau đây là một số cách phân loại thường dùng nhất. 1. Phân loại theo hình dạng con lăn, gồm hai loại vòng bi cầu và vòng bi đũa. 2. Phân loại theo khả năng chịu lực, vòng bi đỡ, vòng bi chặn, vòng bi đỡ chặn. 3. Phân loại theo số dãy con lăn, vòng bi 1 dãy, 2 dãy. 4. Phân loại theo đường kính ngoài vòng bi, vòng bi đặc biệt nhẹ, vòng bi rất nhẹ, vòng bi trung bình, vòng bi nặng. 5. Phân loại theo cỡ chiều rộng vòng bi hẹp,
vòng bi bình thường, vòng bi rộng, vòng bi rất rộng. Phần 4. Chúng ta đi vào tìm hiểu đặc điểm của các loại vòng bi. 1. Vòng bi cầu. Loại vòng bi đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận là một trong những loại phổ biến nhất, đó là vòng bi cầu. Vòng bi cầu có nhiều kích cỡ, vật liệu và độ hoàn thiện khác nhau. Điều này cung cấp sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong việc sử dụng chúng. Các viên bi tròn trong các vòng bi này chỉ đơn giản lăn giữa hai rãnh lăn và không quan trọng các viên bi quay về hướng nào. Theo khảo sát, có khoảng 58% vòng bi cầu được sử dụng tại nhà máy. Sau đây là đặc điểm của một số loại vòng bi cầu thường dùng hiện nay. Vòng bi cầu có rãnh sâu là loại thông dụng nhất bởi sự đa dạng về chủng loại. Vòng bi này chịu tải trọng hướng tâm, tải trọng dọc trục và vận hành tốc độ cao. Vòng bi cầu đỡ chặn tiếp xúc góc một dãy. Các rãnh chạy của vành trong và vành ngoài được chế tạo với góc tiếp xúc. Vòng bi này là loại không thể tách rời. Các viên bi được lắp vào kết cấu vòng trong đối diện. Số bi được lắp nhiều hơn so với vòng bi cầu rãnh sâu. Loại này chịu được lực hướng tâm, dọc trục. Tuy nhiên lực dọc trục chịu theo một hướng nhất định. Thông thường, ghép đối lưng hai vòng bi loại này, chúng có thể chịu được tải dọc trục của cả hai hướng. Vòng bi cầu đỡ chặn tiếp xúc góc hai dãy. Cấu trúc vòng bi này tương tự gần như gắn hai vòng bi cầu đỡ chặn tiếp xúc góc một dãy ghép theo kiểu lưng đối lưng. Những loại vòng bi này có thể chịu tải hướng tâm, lực mô-men và tải trọng hướng trục ở cả hai phía. Vòng bi cầu tự lựa. Vòng bi này được thiết kế gồm vành trong gắn với hai dãy bi cầu liên kết vành ngoài có hình rãnh cầu. Nhờ kiểu thiết kế này, vòng bi có thể hoạt động trong điều kiện có sự lệch trục. Vòng bi này thích hợp với trục dài, nên gối đỡ khó có thể định vị chính xác. Loại này thường có thể có lỗ côn và được lắp với ống lót côn. Dùng trong những ứng dụng tải trọng hướng trục thấp nhờ sự hỗ trợ nhẹ dọc trục của viên bi bởi rãnh chạy vành ngoài. Hai, vòng bi đũa trụ. Vòng bi đũa có con lăn hình trụ, đúng như tên gọi của chúng, là các con lăn hình trụ được bố trí giữa vòng trong và vòng ngoài. Những con lăn hình trụ này lăn dọc theo bề mặt của chúng trên rãnh lăn. Các con lăn này chỉ có thể lăn theo một trục duy nhất, không giống như các viên bi cầu có thể lăn theo bất kỳ hướng nào. Cấu trúc của loại vòng bi đũa trụ là loại đơn giản nhất trong tất cả các loại vòng bi chịu lực hướng tâm. Nó thường được dùng những ứng dụng tốc độ cao. Bởi vành trong, vành ngoài và trục tiếp xúc trên một đường thẳng nên chịu tải trọng hướng kính cao. Vòng bi đũa hai dãy thường được dùng với tốc độ cao và độ chính xác cao. Ba, vòng bi tăng chống. Vòng bi tăng chống có con lăn hình chống rất giống với các con lăn hình trụ với một ngoại lệ, chúng được làm tròn xung quanh phần giữa của chúng. Thay vì là một hình trụ hoàn hảo, các vòng bi hình chống được làm tròn để các cạnh của hình trụ không còn song song với nhau. Điều này mang lại cho chúng nhiều diện tích bề mặt tiếp xúc với rãnh lăn nhiều hơn là một con lăn hình trụ có cùng chiều dài. Vòng bi tăng chống tự lựa là loại vòng bi có các ưu điểm như chắc chắn, bền bỉ, có độ tin cậy cao, tuổi thọ làm việc lớn. Nó đặc biệt thích hợp sử dụng cho các ứng dụng có độ lệch trục cao trong các môi trường rung động và điều kiện hoạt động khắc nghiệt như máy nghiền xi măng, trục công xôn ra lò và vào lò nung của máy cán thép, vân vân. Bốn, vòng bi kim. Vòng bi kim có con lăn hình trụ có đường kính nhỏ hơn các vòng bi đũa trước, nhưng chúng dài hơn nên nhìn chúng giống như những chiếc kim.
Mặc dù có đường kính nhỏ nhưng chúng có diện tích bề mặt tiếp xúc dài theo chiều dài của đũa. Khả năng chịu tải trọng của chúng cực kỳ lớn, có thiết kế thích hợp với các môi trường không gian hẹp. Vòng bi kim có tiết diện nhỏ với tính tinh tế cao, tùy từng loại mà có kích thước khác nhau. Do bề mặt tiếp xúc dài nên vòng bi không chịu được lệch tâm trục. Vòng bi kim cũng rất nhạy cảm với chất bẩn và bất kỳ mảnh kim loại cứng đi vào vòng bi sẽ nhanh chóng gây vỡ bề mặt trên gây kẹt bên trong vòng bi. Năm, vòng bi côn. Vòng bi côn có một đầu của các con lăn có đường kính lớn hơn đầu kia. Điều này tạo cho chúng một cấu trúc gần giống hình nón và cho phép các con lăn lăn theo một mặt phẳng chéo. Các góc được tạo bởi các con lăn này cho phép chúng chịu được cả tải trọng dọc trục và hướng tâm. Nhược điểm của nó là không chịu được lệch tâm trục như vòng bi cầu, do đó, vỏ gối đỡ phải được thiết kế chính xác. 6. Vòng bi cáp. Cáp là loại vòng bi có tính đột phá với khả năng tự lựa như vòng bi tăng trống và tự dịch chuyển dọc trục như vòng bi đũa hay vòng bi kim. SKF đã phát minh ra vòng bi cáp và được giới thiệu trên thị trường vào năm 1995. Vòng bi cáp có một dãy với con lăn dài, đối xứng. Rãnh lăn của cả vòng trong và vòng ngoài đều lõm, hình lòng chảo và đối xứng qua tâm vòng bi. Sự kết hợp của cả hai rãnh lăn nghiêng tạo thuận lợi cho sự bố trí và phân phối, tải cho vòng bi, cũng như tạo ma sát trong lúc hoạt động thấp. Con lăn của vòng bi cáp có khả năng tự dẫn hướng, ví dụ chúng sẽ luôn luôn ở vị trí nơi mà tải phân bố đều. Dọc theo chiều dài con lăn, bất chấp có hay không vòng trong dịch chuyển dọc trục hoặc lệch trục so với vòng ngoài, khả năng chịu tải của ổ lăn cáp rất cao ngay cả khi nó phải chịu lệch góc hay dịch chuyển dọc trục. Tiếp theo chúng ta cũng cần biết về nguyên lý bôi trơn cho vòng bi. Các con lăn trải qua một chế độ bôi trơn được gọi là bôi trơn thủy động lực đàn hồi. Nó là sự phát triển của bôi trơn thủy động lực, có tính đến độ võng đàn hồi của các bề mặt tiếp xúc rắn. Trong chế độ bôi trơn này, màng dầu được tạo ra giữa bề mặt tiếp xúc con lăn. Màng dầu có bề dày nhỏ hơn 1 micron và áp suất có thể lên đến 500.000 PSI. Dầu trong giây lát biến thành chất rắn và biến dạng đàn hồi giữa các bề mặt tiếp xúc con lăn. Nếu dầu bị nhiễm bẩn, có thể cản trở quá trình này với kết quả xảy ra là hư hỏng cho vòng bi. Các hạt bẩn hiện diện trong vùng chịu tải của con lăn gây ra sự xước bề mặt tiếp xúc và có thể dẫn đến việc tạo ra nhiều hạt mài mòn hơn. 8 yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chất bôi trơn. 1. Tốc độ vòng bi. 2. Kích thước vòng bi. 3. Loại vòng bi. 4. Trọng tải. 5. Nhiệt độ hoạt động thấp nhất và cao nhất. 6. Điều kiện môi trường xung quanh, bụi, bẩn, độ ẩm, vân vân. 7. Sự thuận tiện cho bôi trơn của ứng dụng. 8. Mô men xoắn. Dầu có một đặc tính được gọi là hệ số nhất áp suất. Đây là thước đo mức độ chúng có thể biến thành rắn trong giây lát. Nước không có đặc tính này. Điều quan trọng là phải theo dõi mực nước trong dầu bôi trơn để ngăn chặn điều này xảy ra. Trong một số trường hợp, vòng bi có thể mất 70% tuổi thọ vì nước trước khi dầu bị vần độc. 9. Ưu điểm và nhược điểm của vòng bi so với các loại ổ trục khác. Ưu điểm của vòng bi: ma sát nhỏ, chăm sóc và bôi trơn đơn giản, kích thước chiều rộng vòng bi nhỏ, mức độ tiêu chuẩn hóa cao, giá thành rẻ, cho độ chính xác cao khi can chỉnh đồng tâm. Nhược điểm: kích thước hướng kính lớn, lắp ghép tương đối khó khăn, thiết kế gối đỡ khó khăn, làm việc có nhiều tiếng ồn hơn ở tốc độ cao, khả năng giảm chấn do tải kém. Tóm lại của video hôm nay,
Hiểu những điều cơ bản về cách hoạt động của vòng bi và thiết kế của chúng có thể giúp thiết bị của bạn đạt được độ tin cậy cao hơn tại nhà máy của mình. Việc xác định loại tải mà bạn muốn vòng bi xử lý cũng như điều kiện môi trường xung quanh sẽ hỗ trợ bạn thêm trong việc lựa chọn vòng bi phù hợp. Khả năng về vòng bi là vô tận, vì vậy bạn có thể đảm bảo có một vòng bi hoàn toàn phù hợp cho ứng dụng của bạn. Video hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.